Thông Liêm, Đức Luân. Cặp này cân đồng đó nha. Cặp này cân đồng á, hai người đi fan, một người rồi, hai người một người đang nóng rồi, này đang nguội chắc mình nguội thua. Rồi. Ờ này nóng rồi. Liêm nó nguội cũng nhiều. Đánh nhiều cái mệt nữa. Không mà đâu, cái xếp tiếng gì cũng mới hay, cái gì cũng mới tốt. Vừa xếp nhiều có qua mắt đủ rồi. Nó lặn mấy game đầu thôi. Đấy, đấy. Đưa anh đó, anh nhét vô đó là chết. Đưa anh lưới đó, mệt lắm. Anh đó có lưới dài luôn không? Đừng để cho lưới dài. Đưa anh lưới dài. Lottery. Lottery. À. Cái nào đứt lên cái là oh shit. Ông này có mà ông chạy được nữa. Dớt luôn thông ơi. Ăn dưa. Bắt đều hả? Tôi đi đây xong rồi. Good job. Ok. Có anh không bị gỡ lại rồi. Ghê. Rồi nó đang hót rồi, tại nó đang qua mắt đủ rồi đó. Giờ tôi cứ giữ rồi. Ok, hôm qua mới đi. Hôm qua mới chích chích vaccine xong. Ok. Bà Du. Alright, left 15. Oh yeah. Bây giờ kéo luôn lên nước đây nè. Vô mình việc anh ơi. Lên. Vắc xin xong giờ ơi mỏi. Then 15:30. Đi đâu vậy anh? Đi đâu? Ây da, sao anh không có tay? Sao xong rồi, lỗi em rồi. Ok, chill love.
nó bay lên ấy lên lên quậy đồ ăn rồi vậy đó hả? Đó ôi ê đè luôn nè đó đập đi anh đập đi đập đi nắng bao luôn ơi lên lên lưới chơi lên lưới chơi anh điểm lên thôi. Rồi làm gì nữa? Bắt hay rồi. Lấy. Tới gì mai. Tới mai rồi gì nữa anh ơi. Hàng luôn, lấy hàng luôn. Bên này sao? Áo phạt đâu? Ok. Hay đâu. Trái trái nữa luôn rồi. Quay 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 cái ở phôi điêu bên này sao đó là đi hay quá đâu, về đâu thôi. Đi xem. Hai bên đồn này với nhau luôn cũng đâu đây rồi cũng đâu đây. Bốn luôn nè.
chơi. Ây da. Thích rồi, nó bỏ là sao? Đó, đâm vô lưới uổng quá. Okay. Đặt đạo lai nha. Rồi dính. Chuyện gì vậy? Zero. Oh, 3-0. Nửa đường, nửa đường. Ok, không ba. Ok, 15 love. Chưa đứng. Ây da. Rồi, 30, 30 không đó, Long ơi. Chuyện gì vậy? Fuck. Ba năm. Tôi đi 3-5. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Ok, ổn rồi. Ok, 4-5. Hoài luôn. Ây da, đủ. Yeah. Hãy đi. Yeah. Oh, 1-3. Rồi tới phim nữa, lội ngược nè. Ok. Ok, 3-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Định suy nghĩ đánh Vinh. Đánh xin ca thua 3 trận rồi đó. Sẽ có ngày chưa ơi, đâu mua rồi nữa. Ra từng rồi ăn 5-2 miễn thua đó đúng không? Ừ. 4-1 nữa. Ủa, lần 4-1 nữa. Phút lại 7-5 rồi. 5-2 sẽ là sẽ rất là. Nay tụi này giận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô nên tim nó bị phân tâm á. Đây năm 2. Em được 87 phút. Em average set average phải trên 20 phút rồi, này mới 15 phút. Tôi không biết hai bên này là ai luôn. Luôn tôi bắt đầu mệt rồi. Không sạc mà không break được là thua luôn á. Lạnh quá ra nó đứng. Ừ.
đưa anh đó đó ngon. Mà anh đập vô cũng không chết. Phim kéo được.